Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định số 171 của Ban Bí thư. Nguy cơ xảy ra đợt mưa lớn, lũ quét ở Thanh Hóa. Cứ 10 phụ nữ và trẻ em gái thì có một người nghèo cùng cực. Sau đây là nội dung chi tiết. Qua 15 năm thực hiện quy định số 171 ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan, hội quần chúng, có những nội dung chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, không còn phù hợp với các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung quy định này là vấn đề cần thiết để phù hợp với các quy định của Đảng và tình hình thực tiễn hiện nay. Đó là ý kiến tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định số 171 của Ban Bí thư diễn ra sáng nay do Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện sở, ban ngành cấp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất quan điểm việc sửa đổi, bổ sung quy định số 171 của Ban Bí thư theo nguyên tắc kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp và sửa đổi những nội dung chưa cụ thể rõ ràng, đồng thời bổ sung, cập nhật một số nội dung theo các quy định hiện hành của Đảng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập nhằm đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan hội quần chúng. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định số 171 của Ban Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở, cơ quan hội quần chúng tại điều 4 của dự thảo. Cụ thể là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đảng viên, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, bảo đảm theo đúng quy định số 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư, quy định số 08 ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cũng đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan trung ương nghiên cứu tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khung về quy chế làm việc mẫu đối với chi bộ, đảng bộ trong cơ quan hội quần chúng, nhất là những chi bộ được thành lập ghép từ các hội quần chúng không đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ, qua đó tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị thực hiện thống nhất. Chiều ngày 11 tháng 10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai kết luận số 57 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh. Kết luận số 57 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị nêu rõ, qua 10 năm thực hiện kết luận số 16 ngày 14 tháng 2 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đó là tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ làm công tác thông tin đối ngoại, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, tập trung giới thiệu, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế, lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu của công cuộc đổi mới, các giá trị tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận số 57 của Bộ Chính trị, dự thảo đề cương chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 57 của Bộ Chính trị.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 9 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng, gây lũ, đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn, gây ra nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi. Trong đó, từ đêm ngày 10 đến ngày 13 tháng 10, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, đề phòng mưa cường suất lớn từ 50 đến 150mm trên 24 giờ. Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 10, mưa lớn tại Thanh Hóa đến Quảng Ngãi còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bộ Công Thương mới có danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp. Trong danh sách này có 18 sản phẩm sang thị trường Mỹ bao gồm gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng, sản phẩm tủ bếp và tủ nhà tắm, ghế sofa có khung gỗ, đá nhân tạo bằng thạch anh, gạch men, xe đạp điện xuất, vỏ bình ga, ghim đóng thùng, gỗ thanh và viền giải gỗ được tạo dáng liên tục, pin năng lượng mặt trời, thép carbon chống ăn mòn, ống thép hộp và ống thép tròn, cáp thép giữ ứng lực, máy giặt dân dụng cỡ lớn, thép hình cán nóng, cáp nhôm, nhôm thanh định hình và mặt bích bằng thép không gỉ. Đây là những mặt hàng có rủi ro bị Mỹ tiến hành điều tra phòng vệ thương mại hoặc điều tra chống lẩn tránh. Các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ cần lưu ý tránh sử dụng các nguyên liệu chính nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ để sản xuất sản phẩm. Năm 2011, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 11 tháng 10 hàng năm làm Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái. Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái năm 2023 có chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu, mất cân bằng giới tính khi sinh, nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em gái. Mặc dù đã dành rất nhiều sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, tuy nhiên có một con số đáng buồn đó là cứ 10 người phụ nữ và trẻ em gái thì có một người nghèo cùng cực. Theo thống kê, 10,3% số phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu đang phải sống trong cảnh nghèo cùng cực. Tiến trình xóa nghèo ở nhóm người này cần tăng tốc gấp 26 lần so với hiện tại mới có thể đạt được mục tiêu xóa nghèo vào năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Nếu tiếp tục duy trì tiến độ như hiện tại, tới năm 2030 sẽ vẫn còn 342,4 triệu phụ nữ và trẻ em gái nghèo cùng cực. Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm có tính an sinh xã hội do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ban hành, giúp người dân có thể chi trả một phần chi phí khi tham gia khám chữa bệnh. Đáng chú ý, có một số thay đổi về điều kiện được thanh toán 100% bảo hiểm y tế năm 2023, người dân cần biết để bảo đảm quyền lợi. Theo quy định tại điểm D, điểm D, khoản 1, điều 14, nghị định số 146, điều kiện để người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến như sau. Chi phí khám chữa bệnh một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thì người bệnh sẽ được thanh toán 100% chi phí bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến nếu chi phí khám chữa bệnh một lần thấp hơn 270.000 đồng, trước đó là 223.500 đồng. Người bệnh đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng, trước đó là 8,94 triệu đồng. Trên trang Forbes, các chuyên gia của mạng lưới đại lý du lịch hạng sang Ovation Network đề xuất 24 điểm đến lý tưởng nhất trên khắp thế giới trong năm 2024, trong đó có Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có một điểm đến được lựa chọn trong danh sách của Ovation Network kể từ danh sách thường niên được hãng công bố vào năm 2020.
không chỉ đơn thuần được mệnh danh là kiệt tác nghệ thuật tạo hình vĩ đại của thiên nhiên, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà còn được bảo chứng bởi UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 và năm 2000. Đây không phải lần đầu tiên Vịnh Hạ Long nằm trong danh sách các điểm nhất định phải ghé thăm trên thế giới. Năm 2023, đại diện của Quảng Ninh cũng nằm trong top 25 điểm đến đẹp nhất hành tinh theo CNN. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Silver, đột phá công nghệ, vươn tầm cao mới.